Ukraine chỉ trích Nga truy nã Tổng thống Zelensky. Kyiv cho rằng Moscow đưa Tổng thống Zelensky vào danh sách truy nã là dấu hiệu của sự tuyệt vọng trong hệ thống tuyên truyền Nga. Động thái cho thấy sự tuyệt vọng trong bộ máy nhà nước và tuyên truyền của Nga, vốn đang không biết phải bịa ra điều gì để thu hút sự chú ý. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết ngày 4 tháng 5, sau khi truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có tên trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ nước này. Theo TASS, ngoài ông Zelensky, hàng loạt quan chức Ukraine cũng xuất hiện trong danh sách. Trong số này có Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Alexander Litvinenko, cựu Bộ trưởng Tư pháp Pavel Petrenko, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentin Nalivachen, cựu Bộ trưởng Tài chính Alexander Slapak và cựu Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Stepan Kubi. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng các thông báo của Nga là vô giá trị, không như lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin do Tòa hình sự quốc tế ICC phát. ICC tháng 3 năm 2023 phát lệnh bắt ông Putin với cáo buộc di chuyển trái phép trẻ em khỏi Ukraine. Moskva bác bỏ, không công nhận quyền tài phán của ICC và gọi đây là nỗ lực vô nghĩa của phương Tây nhằm làm tổn hại danh tiếng Nga. Bộ Nội vụ Nga giữa năm ngoái cũng phát lệnh truy nã tướng Valery Yalunin, khi đó là tư lệnh quân đội Ukraine, và tướng Oleg Sankhitsky, người lúc đó giữ chức tư lệnh lục quân và kế nhiệm tướng Yalunin hồi đầu năm nay. Những động thái này được cho là chỉ mang tính biểu tượng, rất ít khả năng gây ra hệ quả pháp lý với các quan chức Ukraine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.